Ngọc Thơ, Thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thu hút sinh viên Mỹ đến Việt Nam du học, nhiệm vụ bất khả thi. Ngày 22 tháng 5, VOA Tiếng Việt có bài Đại học Việt Nam tìm cách thu hút sinh viên Mỹ sang du học, liệu có khả thi. Hình ảnh bài trên VOA. Theo đó, một số trường đại học Việt Nam gần đây đang tìm cách thu hút sinh viên Mỹ sang du học trong một nỗ lực nhằm nâng cao vị thế của các cơ sở đào tạo đại học trong nước. Tuy nhiên, một số nhà giáo dục dày dặn kinh nghiệm nói với VOA rằng đây là một mục tiêu đầy thách thức, nếu không muốn nói là khó khả thi, giữa bối cảnh nền giáo dục Việt Nam còn quá nhiều điều bất cập. VOA đề cập đến một cuộc hội thảo do Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gần đây với sự tham dự của hơn 30 tổ chức giáo dục đại học tại Việt Nam. Một số cử tọa đã thảo luận về xu hướng của các chương trình giáo dục nước ngoài tại các cơ sở đào tạo đại học Mỹ, trong đó bao gồm các biện pháp nhằm thu hút sinh viên Mỹ đến các nước đang phát triển như Việt Nam để du học. VOA dẫn báo cáo thường niên Open Doors vào năm 2022 về trao đổi giáo dục quốc tế của Viện Giáo dục Quốc tế IIE của Mỹ. Số sinh viên Mỹ sang học tập tại Việt Nam là 1.235 sinh viên, vào năm 2018, 2019, hình ảnh sinh viên đại học Mỹ. Trong khi đó, VOA cũng cho biết Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới về số lượng học sinh sang Mỹ du học, cụ thể là 20.713 sinh viên trong năm 2021-2022. VOA nhận xét những con số biết nói cho thấy khoảng cách khổng lồ trong lĩnh vực trao đổi hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Mỹ. VOA dẫn lời giáo sư Nguyễn Đăng Hưng một nhà giáo dục nổi tiếng từ Bỉ đã trở về đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam suốt 20 năm, nói Theo chỗ tôi biết, một số sinh viên của Mỹ sang Việt Nam học thì cũng chưa có chủ đề nào rất hấp dẫn, không có gì đáng nói. Có lẽ họ sang để học về văn hóa Việt, tiếng Việt, cùng lắm là lịch sử Việt. VOA cũng dẫn lời giáo sư Charles Cường Nguyễn, trưởng khoa kỹ thuật Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, thừa nhận nhu cầu của sinh viên Mỹ về Việt Nam học không cao khi khuyến khích các sinh viên mỹ đi những nước không nổi tiếng lắm như việt nam không ai biết nhiều thì họ rất lo lắng về vấn đề như an ninh hay chỗ ăn chỗ ở giáo sư cường nói giáo sư nguyễn đăng hưng thì cho rằng có nhiều yếu tố khiến cho môi trường học tại việt nam chưa đủ hấp dẫn đối với sinh viên quốc tế nhưng yếu tố quan trọng nhất chính là chất lượng của giáo dục nhận xét về đẳng cấp của giáo dục việt nam so với mặt bằng trong khu vực và quốc tế giáo sư hưng nói ngay khá bị đát hình ảnh lượng sinh viên Việt Nam tị nạn giáo dục là rất lớn. Có nghĩa là giáo dục Việt Nam vẫn giữ nguyên si cái phương hướng mà tôi cho là sai lạc. Nó làm cho tinh thần hội nhập quốc tế khó mà có thể phát triển được. Bởi vì giáo dục Việt Nam làm giáo dục một chiều, giáo dục trên tinh thần lẫn lộn giữa tuyên truyền và giáo dục. Giáo sư Hương giải thích thêm. Trong khi đó, giáo sư Charles Cường Nguyễn cũng cho biết các sinh viên mỹ mặc dù sang việt nam để lấy các lớp học ngắn hạn cũng bày tỏ lo ngại về chất lượng của các chương trình giảng dạy tại các trường ở việt nam không có liên kết hay phối hợp với các đại học ở hoa kỳ để thu hút sinh viên mỹ về học một số lớp tại việt nam theo voa giáo sư george cường nguyễn đề nghị các trường đại học việt nam nên tìm kiếm sự hợp tác với các trường nổi tiếng ở mỹ để các trường này khuyến khích sinh viên của họ về lấy một số lớp học tại việt nam vì điều này rất có lợi cho sinh viên tại việt nam voa dẫn báo cáo của iie những quốc gia hàng đầu mà sinh viên mỹ chọn sang du học là ý tây ban nha anh pháp hàn quốc với các ngành học phổ biến như kinh doanh và quản trị khoa học nhân văn khoa học đời sống kỹ thuật ngoại ngữ và nghiên cứu quốc tế mỹ thuật và nghệ thuật ứng dụng y tế truyền thông báo chí Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Thu hút sinh viên Mỹ đến Việt Nam du học, nhiệm vụ bất khả thi. Vinh danh hai nhật, đảng đang thách thức nhân dân. Ngày 21 tháng 5 trên trang cá nhân của nhà văn Phạm Đình Trọng có status lại trên ơn cái mặt bự xấu xa. Hình ảnh truyền thông nhà nước đưa tin trao huy hiệu tuổi đảng cho Lê Thành Hải. Tác giả nhắc đến sự kiện tuyên giáo Thành Hồ tổ chức trao huy hiệu tuổi đảng cho đảng viên nhân dịp kỷ niệm ngày sinh lãnh tụ Cộng sản Hồ Chí Minh năm nay, 19 tháng 5 2023. Theo đó, báo chí đài phát thanh đài truyền hình ồn ào đưa tin, đưa hình. Đặc biệt trong số các đảng viên nhận huy hiệu đảng đợt này có nguyên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thành Hải nhận huy hiệu 55 tuổi tác giả nhận xét chọn ngày sinh của hồ chí minh một tên tuổi cộng sản được huyền thoại hóa để trao huy hiệu đảng cho tên tội phạm đất đai tội phạm nợ máu thủ thiêm lê thanh hải rồi cả hệ thống truyền thông đồng loạt đưa tin đưa ảnh đưa clip tên tội phạm thủ thiêm lê thanh hải béo tốt bảnh bao mặt trơ tráng bóng hớn hở lên sân khấu nhận bằng nhận hoa nhận chúc tụng của quan đảng đương nhiệm là việc làm rất kém cỏi về nghiệp vụ phản thẩm mỹ phản chính trị tác giả nhắc lại tội ác của hai nhật lê Thành hải và băng nhóm của y theo đó chúng đã cả gan vứt bỏ bản đồ quy hoạch khu đô thị thủ thiêm đã được thủ tướng võ văn kiệt phê duyệt rồi thay bằng bản đồ quy hoạch do băng đảng của hai nhật tự vẽ mở rộng đất quy hoạch và ném 160 trăm đất tái định cư cho 60.000 dân thủ thiêm ra vùng heo hút sình lầy ngoài quy hoạch đô thị thủ thiêm như vậy, bằng nhóm của Hai Nhật có thêm đất vàng để quy hoạch trong khu đô thị lộng lẫy thủ thiêm và ăn chia với nhà đầu tư. Để thu hồi đất bất hợp pháp, đám cô hồn Tây chân Hai Nhật dùng bạo lực nhà nước lùi dân ra khỏi nhà, ném lên ô tô chở đi nơi khác để cướp đất của dân. Bà Trần Thị Chuốt, 73 tuổi, bị ném đập xuống sàn ô tô, gãy xương, vỡ gan, chết. Ông Trần Văn Phúc, 46 tuổi, uất ức, treo cổ, tự tử. Hàng ngàn gia đình mất nhà, mất đất, sóng lây lắc màn trời chiếu đất năm này sang năm khác dắt dìu nhau ra thủ đô ăn bờ ngủ bụi chầu trực khuya sớm ở các cơ quan trung ương đảng cơ quan chính phủ cơ quan quốc hội đội đơn khiếu kiện tố cáo tội ác băng cướp lê thanh hải rong rã hàng chục năm trời hai nhật lê thanh hải chỉ bị cách chức bí thư thành ủy khi ông ta đã bàn giao chức vụ cho người kế nhiệm hình ảnh status trên trang cá nhân của nhà văn phạm đình trọng theo tác giả, băng nhóm của tội phạm vừa bị truy tố Trương Mỹ Lan làm giàu bằng phạm pháp ngang ngược lộng hành thâu tóm hết khu đất vàng này đến mênh mông đất vàng khác dưới chiếc ô quyền lực Lê Thanh Hải Thời Lê Thanh Hải đứng đầu tổ chức đảng Thành Hồ cả ban lãnh đạo trong ekip của Hải đều nhúng chàm có không ít kẻ đã vào tù như Phó Bí Thư Thành ủy Tất Thành Cang các Phó Chủ tịch Thành phố Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hữu Tính Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đào Anh Kiệt, tác giả cho rằng với Đảng Cộng sản, Lê Thanh Hải đã nhuộm đen, đã tha hóa, đã phá nát cả một đảng bộ lớn là đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Với dân, Lê Thanh Hải là kẻ đứng đầu một băng cướp ngút trời tàn ác, tán tận lương tâm, không còn tính người, không có luật pháp. Dù Lê Thanh Hải chưa bị truy tố, chỉ bị cách chức nhưng người dân Thủ Thiêm đều nhìn Hải là một tội phạm, một kẻ nợ máu. Còn người dân lương thiện cả nước nhìn Hải không chỉ thấy sự ghê tởm cho một nhân cách tội lỗi, bẩn thiểu mà còn thấy cả sự méo mó, khuyết tật của pháp luật. Thấy cả sự không nghiêm minh, không lành mạnh của tổ chức chính trị để dung dưỡng cho tội phạm, bao dung cho thành viên tội lỗi làm ô danh tổ chức chính trị. Và tác giả kết luận đưa cái mặt cái tên tội phạm Lê Thanh Hải nhận huy hiệu đảng lên truyền thông như một sự tuyên dương là một thách thức lương tâm, thách thức công lý và coi thường người dân, nhất là với người dân thủ thiêm, nạn nhân của một tội ác Lê Thành Hải. Đưa cái mặt bư xấu xa mà người dân căm ghét không muốn nhìn thấy lên truyền thông, tuyên giáo Thành Hồ đã là một việc phản mỹ cảm, phản chính trị, phản tuyên truyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Vinh danh hai nhật, đảng đang thách thức dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d